các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Hiện tại Duy đang đứng cạnh chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG. Thì có thể nói chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG năm 2019 các bạn là một cái chiếc xe mà được Mercedes-Benz Việt Nam coi như là chăm chút rất là nhiều. Bởi vì chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG năm 2019 các bạn biết rồi, nó được trang bị rất là nhiều những cái tính năng. Và đối với những cái tính năng trên cái chiếc xe C300 AMG này, nếu mà đem ra so sánh các bạn dưới chiếc S450 Luxury thì hai chiếc xe nó có một cái option gần như nhau luôn. Và với phiên bản năm 2020 này, Mercedes-Benz tiếp tục nâng cấp cho chiếc xe C300 AMG của mình. Đó là cái phần cửa sổ trời toàn phần panoramic sunroof đây. Đó, thì với cái nâng cấp lần này thì với chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG, các bạn sẽ thấy thêm cái phần sang trọng cũng như là chiếc xe của chúng ta nó luxury hơn rất là nhiều các bạn. Đó, bởi vì là chiếc xe C300 AMG này á, thì do hiện tại là Duy đang quay là cái chiếc xe màu xanh, cho nên là khi mà các bạn nhìn vào cái phần cửa sổ trời á, thì nó là cái mui màu đen luôn, cho nên là cũng không có phần quá nổi bật lắm. Nhưng đối với cái chiếc xe C300 AMG màu trắng á, thì các bạn sẽ thấy rõ hơn ở cái phần panoramic sunroof. Đó. Chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG các bạn, trước đây thì Duy đã so sánh cũng như là đánh giá rất là nhiều về chiếc xe C300 AMG rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn, những anh chị mà chưa từng xem cái clip đó thì Duy cũng sẽ xin review lại cũng như là cho các bạn xem lại hầu hết luôn tất cả những cái tính năng của chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này trong năm 2020. Ok. Cũng như thường lệ các bạn thì Duy sẽ cho các bạn xem ở từ cái phần đầu xe cũng như là thiết kế bên ngoài, sau đó Duy sẽ vào bên trong cũng như là cho các bạn xem những cái tính năng, những cái trang thiết bị của chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này nha. Ok, thì về cái phần đầu xe các bạn thì chúng ta sẽ thấy là cái chiếc xe C300 AMG sẽ được trang bị cái bộ body kit của AMG, cho nên các bạn sẽ thấy là chiếc xe của chúng ta trông rất là cá tính và cực kỳ thể thao luôn. Và điển hình ở đây là các bạn, điểm nổi bật đó là lưới tản nhiệt dạng viên kim cương. Thì đây là một cái phong cách thiết kế của AMG gần đây. Tiếp theo nữa là cái phần mà logo của chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này thì các bạn sẽ thấy là logo nổi dạng 3D nè. Và ở trên cái logo chúng ta sẽ thấy là có một cái camera ở đây, bởi vì là chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này được trang bị cái camera 360 độ, camera toàn cảnh luôn. Khi mà chúng ta đi vào trong những cái khu vực hẹp hoặc là trong những cái đoạn đường kẹt xe thì cái hệ thống camera 360 độ này cũng sẽ tự kích hoạt lên để cho chúng ta quan sát toàn cảnh xung quanh xe của chúng ta được một cách an toàn hơn. C300 AMG á, thì do là thiết kế theo phong cách thể thao cho nên các bạn sẽ thấy là lưới tản nhiệt dạng một nang thôi các bạn. Một nang thôi, rất là mạnh mẽ và cá tính luôn. Tiếp theo nữa các bạn là ở khu vực này. Đó, khu vực này gọi là cái khu vực cản trước của chiếc xe C300. Thì C300 được thiết kế theo phong cách AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy ở cái khu vực này nó sẽ rất là khác so với cái chiếc xe C200 Exclusive cũng như là C180. Đây là một cái điểm mà nổi bật của cái phần C300, phần đầu xe nè các bạn. Đây, đó, đây là một cái chi tiết hốc gió. Khi mà xe của chúng ta chạy thì các bạn biết rồi, gió nó sẽ đi vào ở trong cái hốc gió này và đi luồn ra ở phía sau để tăng thêm cái tính khí động học của chiếc xe. Và ngoài ra thì với cái thiết kế khí động học như thế này sẽ làm cho chiếc xe C300 AMG của chúng ta thêm phần năng động và cá tính hơn rất là nhiều. Một điểm nữa các bạn, rất là nhỏ thôi, thì ở đây các bạn sẽ thấy nè, ở đây nó có một cái nẹp được sơn màu đen chứ không phải là màu xanh ha. Bởi vì là cái chiếc xe C300 AMG của chúng ta được trang bị cái gói night package hay là gói trang bị bóng đêm các bạn, cho nên là các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái nẹp màu đen nè, rất là nhỏ ha. Thì đối với cái chiếc xe C300 AMG á, nếu mà sơn màu trắng á, thì các bạn sẽ thấy rõ cái phần light này hơn. Về phần đèn xe của chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này cũng sẽ không có gì thay đổi so với cái phiên bản 2019, vẫn sử dụng đèn pha multi-beam LED. Và đây là cái đèn pha thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz cũng như là đang là tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Nếu mà các bạn nào mà chưa có biết cái đèn multi-beam LED này thì Duy cũng sẽ để ở cái link ở trên đây nè, thì các bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn, hoặc là các bạn có thể là search trên cái YouTube đó các bạn,
các bạn bấm multibeam LED thôi thì có rất là nhiều những cái clip nói về cái đèn pha multibeam LED này. Thì Duy cũng nhắc lại sơ sơ thôi các bạn, tại vì cái đèn này có rất là nhiều những tính năng luôn, nếu mà nói ra thì nó rất là dài. Thì Duy sẽ nói cụ thể là cái đèn pha multibeam LED này là một cái đèn pha mới nhất của Mercedes-Benz. Bên trong này được trang bị là 84 bóng LED với 84 chip điều khiển khác nhau. Đó, thì từng cái bóng đèn sẽ được những con chip đó điều khiển một cách độc lập với nhau. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi vào những cái đoạn đường khác nhau, những cái điều kiện môi trường khác nhau như là trời mưa nè, hoặc là đèn, khi mà chúng ta đi vào những cái đoạn đường mà không có bóng đèn đường này các nọ, thì cái đèn pha này bên trong này nó sẽ nhận biết được và tự động là tắt mở những bóng LED để chiếu theo những cái điểm mà cái chiếc xe của chúng ta mong muốn, sẽ chiếu vào những cái điểm mà được cái đèn xe của chúng ta lập trình sẵn ha. Đó, thì cái đèn pha multibeam LED này nó tới cộng đồng 9 tính năng luôn các bạn. Nó không có đơn giản là liếc qua liếc lại nữa. Thì thực sự trước đây á, là cái đèn của Mercedes-Benz sử dụng cái đèn LED thông minh á, thì nó sử dụng cái bóng motor, nó sẽ sử dụng một cái motor xoay ở đây nè. Thì chiếc xe của chúng ta nó sử dụng cái motor xoay qua xe lại hoặc là cụp lên cụp xuống. Nhưng mà bây giờ cái đèn pha multibeam LED này nó không còn xoay qua xe lại nữa, mà là nó tắt mở những bóng LED thôi. Thì chiếc xe của chúng ta cũng có thể là chiếu ánh sáng vào những cái điểm mà chúng ta mong muốn. Và thứ hai nữa các bạn, là cái đèn pha multibeam LED này nó có một tính năng nữa, đó là Ultra Range. Thì với tính năng Ultra Range này, chiếc xe của chúng ta có thể chiếu xa tới 650m luôn. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi vào những cái đoạn đường mà không có bóng đèn đường, hoặc là chúng ta đi ở tốc độ cao, thì cái đèn pha của chúng ta cực kỳ lợi hại luôn các bạn. Nếu mà các bạn đã trải nghiệm chiếc xe C300 cũng như là đã trải nghiệm cái đèn pha multibeam LED này trên những cái đoạn đường không có bóng đèn đường, hoặc là những cái đoạn đường mà chúng ta đi ở tốc độ cao á, thì các bạn sẽ thấy rất là tuyệt vời trên cái đèn pha multibeam LED này. Ok, hy vọng là nếu mà các bạn nào mà quan tâm kỹ hơn về cái đèn pha multibeam LED này, thì Duy sẽ mời các bạn lái và trải nghiệm chiếc xe C300 AMG này trên những cái đoạn đường vào ban đêm luôn. Đó, nếu mà chúng ta có cơ hội cũng như là có cái điều kiện. Tiếp theo các bạn, khi mà chúng ta đi vào bên hông chiếc xe nè, chúng ta đứng ở một cái góc độ 45 độ như thế này nè, các bạn sẽ thấy là chiếc xe C300 của chúng ta nó cực kỳ đẹp luôn, cũng như là với cái thiết kế mà thể thao của AMG của chiếc xe C300 này á, thì khi mà đứng bên hông này chúng ta càng thấy thêm cái phần mà cá tính của chiếc xe, đó là chính là cái mâm xe nè các bạn. Cái mâm xe của chiếc xe C300 này thì được trang bị là cái mâm thể thao của AMG luôn, và ở bên trong được sơn màu đen bóng các bạn nha, và ở bên ngoài là để lộ cái mặt nhôm nè. Khi mà chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy giống như hình một cái ngôi sao ha. Và đối với cái thiết kế của AMG gần đây á, thì đa phần những cái thiết kế của họ đều sơn ở cái mặt trong là đen và ở bên ngoài là mặt nhôm nè. Đó, đây là một cái điểm nhận biết trên cái những cái dòng xe của AMG luôn. Và đối với cái chiếc xe C300 AMG 2020 này thì với cái bộ mâm là 18 inch các bạn nha, 18 inch. Thì đối với cái chiếc xe này thì đang sử dụng cái lớp là Bridgestone. Duy sẽ cho các bạn xem cái thông số của lớp luôn. 225/45R18. Đây là cái thông số lớp của bánh xe trước ha. Đó, và cái lớp xe này là cái lớp xe Runlast luôn các bạn nha. Runlast thì nó có một điểm rất là hay luôn các bạn. Đó là khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường cao tốc ha, đi ở tốc độ cao, chúng ta sẽ không có sợ cái trường hợp mà bị mất áp suất đột ngột hoặc là bị nổ lốp xe. Đó, bởi vì khi mà chúng ta bị nổ lốp xe các bạn, thì ở bên trong xe nè, bên trong cái lớp này nè, nó có một lớp cao su chịu lực nó rất là dày. Khi mà chúng ta bị nổ đột ngột thì cái chiếc xe của chúng ta sẽ cũng không có bị sập xuống. Đó, bởi vì là Mercedes-Benz họ nghiên cứu, họ thiết kế, họ trang bị cho chiếc xe C300 của mình là cái lớp xe Runlast này, thì thứ nhất là các bạn để đảm bảo cái sự an toàn, và thứ hai nữa là chúng ta không cần phải thay lớp xe luôn. Và đối với cái lớp xe của chiếc xe C300 AMG này các bạn, Duy cũng có một khách hàng rồi, thì đi miền Tây các bạn, thì đường các bạn biết là rất là xấu ha, bị nổ tét cái lớp luôn và coi như là không còn hơi ở bên trong luôn á, nhưng mà anh ấy vẫn chạy được từ cầu Mỹ Thuận tới Sài Gòn luôn ở một cái tốc độ khoảng tầm 60 km/h. Thì như thấy là với cái lớp xe như thế này á, thì thật sự nó quá tiện lợi cũng như là nó khá là an toàn luôn. Nhưng mà không hiểu tại sao có những anh chị khách hàng vẫn không thích cái lớp xe này, nhưng mà đối với Duy á, thì Duy cực kỳ yên tâm khi lái những cái chiếc xe mà được trang bị cái lớp Runlast. Các bạn, bánh sau, để Duy coi cái bánh sau cái thông số lớp nó có khác không các bạn. Thường là những cái chiếc xe AMG á, thì bánh phía sau thường được trang bị là nó to hơn cái bánh phía trước một chút xíu. Đó,
Thì để với coi cái bếp lớp sau của chúng ta nè. 245 trên 40 R18 có nghĩa là bộ hông của lớp xe này nó sẽ rộng hơn một chút xíu các bạn nha. Còn cái bộ mâm xe của chúng ta thì vẫn thiết kế như thế này ha, bánh xe nó sẽ rộng hơn một xíu thôi. Cũng xài cái lớp Rideathon thôi. Tiếp theo các bạn, một cái điểm mà khi mà chúng ta nhìn bên hông á thì chúng ta sẽ thấy ở đây. Những cái chi tiết nẹp cửa nè. Thì đối với chiếc xe C200 Exclusive hoặc là chiếc xe C180 thì sẽ được trang bị là cái nẹp chỗ này là mạ chrome. Nhưng với chiếc xe C300 AMG thì những cái chi tiết này sẽ được sơn màu đen bóng luôn. Bởi vì đây là một cái gói của Night Patriot, cái gói trang bị bóng đêm. Cộng thêm là cái gương chiếu hậu của chúng ta cũng sơn màu đen luôn, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Thì như bảo bảm luôn các bạn, những mà khách hàng mà trẻ tuổi thích thể thao, thích phong cách đó các bạn, thì khi mà nhìn chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này thì cực kỳ mê luôn, cực kỳ ghiền luôn các bạn. C300 AMG được trang bị cái tính năng lock cửa thông minh Keyless Go. Đó, các bạn sẽ thấy không? Sẽ lock cửa lại. Khi mà chúng ta chạm vào đây, chúng ta sẽ mở cửa ra. Thì trước đây với phiên bản 2019 thì C300 của chúng ta cũng được trang bị cái tính năng này rồi, cũng không có gì thay đổi ha. Tính năng mở cốp rảnh tay ha các bạn, chúng ta có thể đá ở đây. Vậy thôi, rất đơn giản các bạn. Thực sự với cái tính năng mà đá cốp tự động này các bạn, nó cực kỳ nhạy luôn á, nó không phải là không nhạy đâu. Nếu mà chúng ta đá đúng vào vị trí cũng như là chúng ta đá đúng cách á, thì cái chiếc xe của chúng ta sẽ tự động bật lên thôi. Vì thử là một lần nữa. Vì thử 3 lần nữa các bạn không? Đều được 3 lần. Ok, tiếp theo nữa thì Di sẽ cho các bạn xem lại ha, cái cốp xe này nó có những cái gì. Ở đây nó có hai cái nút bấm này các bạn thấy không? Một cái nút bấm là các bạn thấy là nó có hình cái cốp xe cũng có như cái mũi tên nè. Thì cái tính năng này là cái tính năng bấm để cái cốp của chúng ta sẽ đóng lại ha. Và cái tính năng mà có cái ổ khóa nè, thì chúng ta bấm xuống thì cái chiếc xe của chúng ta sẽ khóa cửa lại luôn. Khóa cửa lại luôn các bạn. Đó, các bạn sẽ nghe cái tiếng bíp không? Là xe của chúng ta đã khóa cửa. Đó, cái tính năng là tính năng lóc cửa một chạm. Thì với những chiếc xe được trang bị cái tính năng Keyless Go thì đều có trang bị cái này hết. Tiếp theo nữa, Di sẽ cho các bạn xem những cái đồ đi theo xe của chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này. Cũng như mọi khi thôi các bạn. Ở đây là những cái sách hướng dẫn sử dụng nè, xe nè. Các bạn thấy không? Đây, sách hướng dẫn sử dụng xe nè. Ở đây là do để ở trong cái bọc này Di chưa có tháo ra được ha. Thì ở đây là cái này giống như cái đĩa, nhưng mà không phải các bạn. Đây là cái thẻ nhớ SD cho bản đồ định vị ha. Bản đồ định vị. Ở đây thì có một cái túi da để chúng ta để giấy tờ, cũng như là sau này mà xe chúng ta đăng ký, chúng ta sẽ để cạc vẹt đăng kiểm ở đây luôn. Ở đây thì có tiếp theo là hai cái sợi dây để chúng ta sạc điện thoại cho Android cũng như là iOS ha. Ở đây là một cái hộp mà để gạt tàn thuốc nè. Sẽ để ở đây ha các bạn. Tiếp theo nữa là cái túi y tế. Túi y tế là một chi tiết không thể thiếu trên chiếc xe Mercedes-Benz các bạn nha. Tất cả các xe chúng ta đều có trang bị túi y tế này hết. Đây là một cái lưới để chúng ta cố định hành lý nè các bạn. Cố định đồ nè. Có nghĩa là khi mà chúng ta chạy một cái đoạn đường xa ha, thì cái tiếng mà đồ ở phía sau này nó kêu cọp cọp thì nó rất là khó chịu. Thì cái lưới này có tác dụng là cố định cái vị trí của đồ đạc của chúng ta. Và đây nè các bạn, là cái thảm nè. Cái thảm xe của chiếc xe C300 AMG này nó sẽ khác một chút xíu so với lại cái thảm của những dòng xe thông thường. Đó chính là ở đây các bạn sẽ thấy là nó có cái chữ AMG nè, được thêu rất là đẹp luôn và cực kỳ sắc sảo luôn các bạn. Chắc chắn rồi cái bộ thảm AMG này nó sẽ mắc hơn cái bộ thảm thông thường ha. Bộ thảm này rất là mềm, rất là mịn luôn. Nhưng mà đây là cái thảm nỉ cho nên là nó cũng sẽ bị hút nước, cũng như là nếu mà chúng ta đi vào mùa mưa thì cái thảm này nó không có tiện lợi lắm ha. Và đây là cái hộp quà của Mercedes-Benz. Khi mà các bạn mua xe thì các bạn sẽ được tặng cái này ha. Còn cái chi tiết bên trong cái hộp quà như thế nào đó thì các bạn khi mà các bạn mua xe đi thì Di sẽ mở cái này cho các bạn xem. Ok. Ở đây các bạn, khi mà chúng ta mở cái nắp cốp này lên ha,
Thì ở phía dưới đây nó sẽ có những cái đồ như thế này. Đây là một cái giỏ để mà chúng ta đi siêu thị hoặc là chúng ta có thể để những cái đồ mà cần thiết ở đây. Còn ở dưới đây các bạn là một cái chỗ trống hoàn toàn luôn. Nè, các bạn thấy không? Chỗ trống hoàn toàn luôn. Nó không có lớp xe dự phòng bởi vì là xe của chúng ta được trang bị cái lớp run lát. Ở đây các bạn có thể để đồ, những cái đồ gì mà cần thiết thì chúng ta có thể để ở đây được ha. Nói chung thì đối với Mercedes-Benz thì họ cực kỳ cẩn thận và chu đáo luôn các bạn. Những cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mà các bạn thấy không, nó rất là đầy đủ, cũng như là Mercedes-Benz rất là lo lắng cho những khách hàng của mình. Thì thật sự các bạn, nếu mà các bạn mà xài những cái thương hiệu mà đồ hiệu, những cái thương hiệu mà nổi tiếng các bạn, thì tất cả những hãng luôn các bạn, không riêng về Mercedes-Benz, tất cả những hãng luôn về đồ tiêu dùng hoặc là đồ thời trang này nọ, tất cả mọi thứ, thì những cái thương hiệu mà đẳng cấp thì họ thường rất là tỉ mỉ luôn. Nếu mà các bạn mà có sử dụng những cái đồ đó thì các bạn sẽ biết. Ở đây thì sẽ có một cái biển cảnh báo tam giác ở đây ha. Biển cảnh báo tam giác thì có nghĩa là khi mà xe chúng ta có sự cố không thể chạy được thì các bạn có thể tháo cái này ra để phía sau để cảnh báo cho xe phía trước đi tới thấy ha. Một cái điểm nữa các bạn, khi mà chúng ta sẽ di chuyển xa hơn một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ thấy nè, C300 AMG được trang bị hai cái bô ở đây ha, bô kép. Rồi à, coi như là khói các bạn, khói hay là hơi nóng nó ra từ đây luôn, nó sẽ khác với chiếc xe GLC một chút xíu ha. Đó, và ở đây các bạn sẽ thấy này, cái đây là cái chi tiết khóa tán gió nè. Thì đối với những chiếc xe mà AMG thì sẽ thường được trang bị cái khóa tán gió như thế này. Thứ nhất là để tăng cái tính khí động học, cũng như là thứ hai là khi mà nhìn từ phía sau các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ phân biệt được đây là chiếc xe AMG luôn ha. Đây là những chi tiết như thế này. Còn cái C180 hoặc là cái chiếc xe C200 Exclusive thì sẽ không có tính năng này các bạn nha. Nha, sẽ không có thiết kế này. Không hiểu tại sao các bạn, không hiểu tại sao là cái gói nav kit của chúng ta nó không được sơn đen ở chỗ này ha, kể cả chiếc xe E300 luôn. Nếu mà sơn màu đen ở đây nữa thì Duy nghĩ nó sẽ đồng bộ hơn so với phía trước, phía sau cũng như là bên hông của chiếc xe. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này nha. Thì vẫn là cái nội thất này các bạn, vẫn là những cái thiết kế rất là đẹp từ chiếc xe C300 AMG 2019. Thực sự cái khoang nội thất này nó cũng không khác gì so với cái phiên bản 2019 các bạn. Giống như từ đầu Duy đã nói rồi, chỉ càng trang bị thêm được cái cửa sổ trời toàn phần thôi. Vẫn cái vô lăng này các bạn nha, đây là thiết kế cái vô lăng của AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy ở khu vực này là đái bằng nè. À, cũng như là cái vô lăng này á, thì ở chỗ này nó sẽ được bọc nhôm, nhìn rất là đẹp luôn ha. Đó, và cảm giác các bạn, cái vô lăng của chúng ta nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu so với những cái vô lăng thông thường, các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp luôn. Và cái vô lăng này là một cái vô lăng đa chức năng các bạn nha. Có nghĩa là khi mà chúng ta đang lái xe, chúng ta có thể thao tác hầu như là toàn bộ những cái setup ở trên này, cũng như là toàn bộ những cái setup trên này luôn bằng cái nút bấm khu vực này các bạn. Đây, touch control nè, chúng ta có thể là điều khiển bằng cái nút cảm ứng ở đây nè. Rồi tính năng là volume lớn nhỏ nè, tắt mở điện thoại nè các bạn ha, ra lệnh bằng giọng nói nè, hầu như đầy đủ luôn, nút home nè. Còn khu vực bên đây thì cũng vậy. Đó, thì Duy đã giới thiệu rất là nhiều về cái vô lăng này rồi, cũng như là cái vô lăng này khi mà các bạn lái nhiều, các bạn sẽ thấy nó ha, nó thiết kế cực kỳ khoa học luôn, rất là an toàn cũng như là thao tác cực kỳ nhanh trên cái vô lăng này. Khi mà chúng ta đang lái xe mà chúng ta cần sử dụng những cái cài đặt hoặc là tinh chỉnh gì ở bên đây ha. Hơi nóng quá các bạn ơi. Ở đây các bạn, chi tiết trên cửa này các bạn thấy không? Ở đây thì được Mercedes-Benz trang bị cho chiếc xe C300 này là cái ốp gỗ màu đen mờ các bạn nha. Có nghĩa là khi mà chúng ta sờ vào nè, các bạn sẽ thấy nó sẽ không để lại dấu vân tay, cũng như là khi mà chúng ta nhìn nó sẽ rất là sạch. Đó, trước đây thì chỗ này thường được là trang bị bằng gỗ bóng á, cho nên là khi mà chúng ta sờ vào á, hoặc là chúng ta đi vào một thời gian các bạn, chúng ta sẽ thấy là xước ở đây cũng như là dấu tay nó sẽ không được đẹp lắm ha. Và gần đây các bạn, như thấy hầu như trên tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz bây giờ thì đều trang bị ở đây là gỗ mờ hết, trừ khi những chiếc S hoặc là S Maybach thì vẫn trang bị gỗ bóng thôi. Cái màn hình này các bạn thì là màn hình 10.25 inch thôi, và không có cảm ứng giống như xe trên xe GLC.
Đó, chúng ta có thể cảm ứng ở đây ha, cảm ứng ở đây, hoặc là chúng ta có thể cảm ứng ở đây, hoặc là chúng ta có sử dụng cái con chuột lắc này các bạn. Đó. C300 AMG thì vẫn được trang bị cái loa Boommaster. Thì đây là cái bộ loa mà thương hiệu loa có thể nói là hàng đầu trên thế giới hiện tại bây giờ luôn các bạn. C300 AMG được trang bị là 13 loa, công suất là 590W. Thì với chiếc xe C300 AMG này thì Di đảm bảo luôn sẽ đáp ứng được những cái đôi tai khó tính của các bạn. Đó, những bạn nào mà khó tính về nghe nhạc, Di nghĩ là lên chiếc xe C300 này cũng sẽ bị thuyết phục ngay thôi. Đây là cái chi tiết chỉnh ghế ha. Thì hầu như những cái chiếc xe nào bên Duy bây giờ cũng có tính năng là chỉnh ghế cũng như là nhớ ghế ở đây ha. C300 đó bạn, ở khu vực này nó rất là đẹp luôn các bạn thấy không? Ở đây nè, có một cái đồng hồ. Đó, với cái chi tiết đồng hồ nhỏ như thế này thôi nhưng mà có rất là nhiều những anh chị và các bạn bị thuyết phục bởi nó các bạn. Nhiều khi á, lựa chọn rất là nhiều những cái hãng xe luôn nhưng mà khi mà tới chiếc xe Mercedes-Benz C300 này á, nhìn vào cái đồng hồ thôi thì cũng đã chọn rồi. Đó, thì đối với theo Duy các bạn, kinh nghiệm của Duy á, Duy làm ở đây rất là nhiều năm rồi ha, cũng như đã gặp rất là nhiều những anh chị khách hàng rồi các bạn. Chỉ trên chiếc xe các bạn, chỉ một chi tiết nhỏ thôi làm cho khách hàng cảm thấy thích thú cũng như là cảm thấy phấn khích á, thì khách hàng sẵn sàng lựa chọn luôn, sẵn sàng lấy luôn. Mặc dù là khi mà mua chiếc xe này á, các bạn biết rồi, nó không có rẻ đâu, mấy tỷ một chiếc xe hết, nhưng mà chỉ có một điểm nhỏ thôi, có thể là một cái đồng hồ này ha, hoặc là có một cái vô lăng này thôi, hoặc là cái màn hình này thôi. Đó, chỉ một chi tiết nhỏ trong tất cả những cái chi tiết, biết bao nhiêu chi tiết của chiếc xe nhưng mà cũng làm cho khách hàng quyết định luôn. Đó, Mercedes-Benz rất là hay ở những cái khoảng này. Ở khu vực này thì các bạn sẽ thấy là giống như tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz đều là những cái nút để điều chỉnh máy lạnh nè. Đó, nếu mà các bạn đã sử dụng xe nhiều rồi thì các bạn nhìn vào những cái nút bấm này các bạn cũng sẽ thấy được những cái ký hiệu cũng như là biết rõ hơn, bởi vì đây là cái nguyên tắc chung các bạn, quy tắc chung rồi ha. Đó, khu vực này khu vực chỉnh máy lạnh. Khu vực này thì các bạn nhìn thấy nè, navi là bản đồ nè. Đó, bản đồ thì chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ kích hoạt bản đồ lên khi mà chúng ta bỏ vào cái thẻ nhớ SD ha. Radio. Media là cái nút này để chúng ta nghe nhạc và giải trí các bạn. Telephone nè, khi mà chúng ta muốn kết nối điện thoại của chúng ta vào xe thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút này. Còn cái nút bên đây là hình chiếc xe nè, các bạn thấy nút này là cái nút để cài đặt. Cài đặt những cái chi tiết, những cái tính năng, những cái option ở trên xe của mình. Đó, và C300 này được trang bị cái đèn viền nội thất là 64 màu. Ở đây, chia sẻ vào đây cài đặt cho các bạn xem. Đó, cài đặt đèn viền nè. Đó, cái đèn viền này nó rất độc đáo luôn các bạn. Có rất là nhiều những anh chị bị thuyết phục bởi cái đèn viền nội thất này. Cái đèn viền nội thất á, khi mà chúng ta đi vào buổi tối á, chúng ta sẽ thấy cái nội thất của chúng ta cực kỳ đẹp luôn. Cũng như là cái đèn viền nội thất này có tác dụng là tạo sự thư giãn cho cái người ngồi bên trong. Đó, các bạn thử nghĩ ha. Nếu mà chúng ta đi làm một ngày ha, rất là mệt mỏi, rất là nhiều áp lực, khi mà chúng ta trở về trên chiếc xe này cũng như là cái đèn viền nội thất ở bên trong, nó sẽ tạo cho chúng ta refresh, tạo cho chúng ta một cái sự thư giãn. Đó, rất là tốt luôn các bạn. Đó, những cái tính năng này, những cái thiết kế tổng thể của cái xe, từng chi tiết nhỏ, nó sẽ làm cho người lái bên trong, người ngồi bên trong xe cảm thấy refresh hơn, dễ chịu hơn rất là nhiều. Khu vực này là khu vực điều khiển trung tâm này các bạn. C300 AMG thì được trang bị là 5 chế độ lái ha. Đầu tiên là chế độ lái comfort, là chế độ lái mà coi như là mặc định của chiếc xe. Có nghĩa khi mà chúng ta lên xe, chúng ta nổ máy, chúng ta vào số, chúng ta chạy, chúng ta không có chỉnh cái gì hết các bạn, thì cái xe của chúng ta sẽ ở chế độ comfort. Còn nếu mà chúng ta thích thì chúng ta có thể là chuyển về chế độ eco, là chế độ tiết kiệm nhất của xe. Tiếp theo là chế độ sport hoặc là chế độ sport cộng. Đó, đây là hai cái tính năng lái thể thao nè. Những cái anh chị và bạn mà đam mê tốc độ ha, đam mê cái sự coi như là đạp ga nó sẽ chồm về phía trước cũng như là cái cảm giác mà dính ghế á, thì chúng ta sẽ chọn qua chế độ sport hoặc là sport cộng. Và một chế độ lái trên cùng là chế độ lái theo sở thích cá nhân. Đó, chúng ta có thể chỉnh theo ý muốn của chúng ta nè, Duy sẽ chỉnh nha. Đó, nào là hệ thống dẫn động, khung gầm, hệ thống lái và hệ thống ESP. Duy có thể tinh chỉnh được những cái này hết luôn theo ý của Duy. Đó, chẳng hạn như dẫn động Duy vào, Duy thích lái sport, chọn đây. Khung gầm, Duy thích là hệ thống treo, xe nó cứng hơn. À, một điều các bạn, chiếc xe C300 AMG này được trang bị cái hệ thống treo, nó sẽ khác so với lại hệ thống treo của chiếc xe C180 cũng như là C200 Exclusive. Bởi vì hệ thống treo này là hệ thống treo Dynamic Body Control. Hệ thống treo này có can thiệp vào điện tử các bạn nha.
Đó, cho nên là Duy có thể là chỉnh được cái độ cứng, độ mềm của cái hệ thống treo này. Đó, mặc dù là chiếc xe của chúng ta hệ thống treo nó không phải là hệ thống treo hơi các bạn nha. À, nhưng mà chúng ta vẫn tinh chỉnh được cái hệ thống treo này. Và hệ thống treo này nó rất là giống, gần giống với lại cái hệ thống treo AMG Body Control các bạn. Rất là giống luôn. Gần như vậy luôn á. Đây, tiếp theo Duy sẽ chọn hệ thống lái. Thì hệ thống lái Duy có thể thích là lái vô lăng nó mềm hơn thì Duy sẽ chọn Comfort ha. Duy thích lái vô lăng nặng hơn, Duy sẽ chọn là Sport. À, tiếp theo là hệ thống ESP. ESP vẫn cho can thiệp luôn các bạn. Đó, nếu mà chúng ta chọn Comfort thì hệ thống ESP nó sẽ làm việc một cách tối đa nhất. Hoặc là Sport, hoặc là Sport cộng thì ESP bắt đầu là nó bắt đầu là cho phép chúng ta trượt một ít. Ok, đây các bạn, hồi nãy là Duy sẽ ngồi ở cái vị trí ghế trước ha. Và Duy chỉnh cho thoải mái theo cái kích thước của Duy. Và bây giờ Duy sẽ cố định cái ghế này, không có thay đổi nữa và đi ngồi ở khoang sau. Thì các bạn sẽ thấy nè, cái đầu gối của Duy còn cách cái ghế trước ha, khoảng tầm 2 tấc luôn. Rất là thoải mái, cũng như là phần trần xe nè, nó cũng thoải mái luôn. Đó, thì thật sự với chiếc xe C300MG này các bạn, nó không phải là quá rộng đâu. Nếu mà các bạn mà thích cái chiếc xe nó quá rộng rãi á, thì đây không phải là chiếc xe lựa chọn cho các bạn. Mà cái chiếc xe C300MG này được thiết kế rất là vừa vặn. Và cũng như là khi mà chúng ta di chuyển á, trong thành phố thì nó cực kỳ linh hoạt luôn. Ở đây là một cái chi tiết mà chúng ta để tựa tay. Này, các bạn thấy không? Rất là nhẹ nhàng cũng như nó rất là mượt luôn các bạn. Mercedes-Benz á, họ thiết kế những cái này khá là hay luôn. Thực ra những cái này á, là những cái chi tiết về ngàm hoặc là lò xo hoặc là những cái chi tiết mà được thiết kế coi như là bằng cơ là nhiều. Nhưng mà các bạn thấy không? Nó cực kỳ mượt mà. Đó. Rất là hay ở trong cái khoảng này. C300 thì được trang bị cái ghế da các bạn nha. Thì đây là da thật hoàn toàn luôn. Da thật luôn. Và có rất là nhiều những anh chị các bạn khi mà ngồi vào chiếc xe Mercedes-Benz nói chung, cũng như là ngồi vào chiếc xe C300MG này á, thì thường anh chị sẽ cảm giác là cái ghế nó cứng. Nhưng mà thật sự không phải các bạn. Mercedes-Benz á, họ hoặc là người Đức á, nói chung các bạn, họ sẽ thiết kế cái phần nội thất này nó sẽ khác với lại người Nhật hoặc là người châu Á của mình. Đó, khi mà các bạn ngồi vào cái chiếc xe mà ở châu Á thiết kế á, thì các bạn sẽ thấy là cái ghế nó ngồi nó khá là mềm luôn. Nhưng đối với những xe Đức á, thì nó sẽ không làm như vậy ha. Có nghĩa là khi mà chúng ta ngồi ở một cái đoạn đường mà dài khoảng tầm 5 tiếng, 3 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ cũng không có bị đau lưng, bởi vì cái xe của chúng ta sẽ không bị lún các bạn. Cái ghế nó thiết kế đúng khung luôn, nó không có bị lún. Đó, ngồi vào cảm giác là cái ghế này nó sẽ ôm vào người chúng ta. Đó, nó hít vào cuộc sống của chúng ta. Đó, đây là một cái điểm mà khi mà các bạn ngồi lâu trên chiếc xe Mercedes-Benz hoặc là các bạn đã đi những cái dòng xe Mercedes-Benz rồi thì các bạn sẽ trải nghiệm được cái vấn đề này, cũng như là sẽ thấy thực tế hơn. Các bạn thấy ở đây nè, ở phía sau cái ghế trước nè các bạn, ở đây nó sẽ có một cái chi tiết ở này. Thì đây là một cái chi tiết để chúng ta lắp được cái những cái đồ phụ kiện các bạn, chẳng hạn như là cái màn hình của xe đó, để mà người ngồi phía sau giải trí. Hoặc là ở đây là móc được những cái móc áo vest đó, đó móc áo vest ở đây luôn đó. Thì đối với chiếc xe C300 thì được trang bị cái này thì Duy thấy khá là hay luôn, bởi vì là có rất là nhiều những anh chị mà có cái gia đình mà có em bé nhỏ thì có thể là trang bị cái màn hình ở đây để cho mấy đứa bé nó giải trí nè, nó cũng khá là hay luôn. À, một điểm nữa các bạn, chỉ cho trên chiếc xe C300 có thôi, mà C180 cũng như là C200 Exclusive không có, hoặc là kể cả trên tất cả những dòng xe của GLC luôn cũng sẽ không có ha, là hệ thống điều chỉnh cái máy lạnh từ phía sau. Đó, nhiệt độ nè các bạn thấy không? Và ở đây là gió nè. Đó, và Duy rất là thích cái hệ thống máy lạnh từ cái phía sau như thế này. Người ngồi phía sau vẫn có thể là điều chỉnh cái nhiệt độ mà chúng ta mong muốn ha. Ở đây các bạn. Ở đây thì trang bị một cái rèm luôn. Mặc dù là cái xe C300MG này được trang bị cái kính ở phía sau là màu tối, nhưng Mercedes-Benz vẫn trang bị một cái rèm ở đây nữa. À, đây là một cái chi tiết cũng rất là hay các bạn nha. À. Thực ra thì ở cái khoang sau nó cũng là như vậy thôi. Đây, một cái điểm nhỏ nữa các bạn, có rất là nhiều những anh chị thắc mắc nè. Ở đây nó có chữ là ISOFIX nè. Có cái hình cái ghế em bé nè các bạn thấy không? Thì đây là cái chỗ mà để chúng ta lắp cái nôi của em bé.
À, những cái ghế mà được trang bị cái chuẩn ISOFIX nè, thì khi mà chúng ta lắp vào cái ghế này nó rất là nhanh cũng như là rất là tiện lợi luôn. Đó, chúng ta chỉ đẩy vào đúng cái khớp, cái cọc một cái là xong. Chúng ta không có phải là quàng dây rồi cũng không có phải là coi như chỉnh tới chỉnh lui nữa. Thì đây là một cái điểm mà coi như là những anh chị mà có bé nhỏ thì sẽ thích cái này ha. Những cái ghế được trang bị chuẩn ISOFIX thôi các bạn nha. Có nhiều cái ghế của em bé nó không có trang bị cái tính năng này thì chúng ta sẽ không có lắp được trên cái chốt này ha. Và đây là cái khoang động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG. Thì các bạn sẽ thấy cái động cơ được thiết kế nó rất là đẹp luôn, cũng như là nó thành một cụm tổng thể, nó rất là liền lạc với nhau luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, C300 thì được trang bị cái động cơ là 2.0 lít, công suất là 258 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. Và hộp số tự động 9 cấp này là một cái hộp số mà tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại, cũng như là với hộp số 9 cấp này sử dụng hầu hết cho tất cả những dòng xe hiện tại của Mercedes-Benz luôn. Và một cái điểm nữa các bạn, giúp cho cái chiếc xe này là đạt tới công suất là 258 mã lực cũng nhờ vào hệ thống turbo tăng áp kép twin-run turbo luôn. Cái động cơ mà trước đây của chiếc xe C300 á, thì nó chỉ sử dụng hệ thống turbo tăng áp đơn thôi. Đó, nhưng mà với phiên bản 2019-2020 thì Mercedes-Benz đã nâng cấp cái động cơ này lên rồi. Ok, bây giờ Di sẽ đóng cái capo lại nha. Thì với cái clip này á, thì Di cũng đã cho các bạn xem thật là cụ thể cũng như thật là chi tiết cái chiếc xe C300 AMG này rồi. Đó, nếu mà các bạn và các anh chị nào còn đang thắc mắc về chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này cũng như là tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì các anh chị và các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì bấm like và share giúp mình, và đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.